sân đứng rồi gặp đi ngang rồi mình sáng đó mình chào cái rồi là mình đi về chứ. Dạ. Đúng rồi cô. Cô có cái suy nghĩ và tư tưởng như là con tán thán cô luôn đó, thật sự luôn á. Cô bây giờ hỏi cái cô có gửi thông điệp gì đến bà con cô bác khi mà mấy sư này mà tình cờ đi ngang những tuyến đường mà bà con cô bác mình đó. Nếu bà con cô bác mình có gặp thì cũng là chắp tay chào sư. Và nếu cái đó là lòng kính của mình, còn nếu như thì như mình không biết thì mình chỉ như mình không phải trong đạo trong Phật đạo thì mình cũng xá một cái rồi thôi. Dạ. Chứ mình đừng nên đi theo, đừng nên tập tụ đi theo để cho các sư có thời gian tu tập. Cái để mình đi theo đông quá không có thời gian tu tập. Dạ. Thời gian tiếp chuyện không thời gian đâu tu tập. Dạ. Mà phải để cho quý sư có thời gian tu tập mới được. Dạ. Rồi thôi vậy con. Dạ, cảm ơn cô chị đã chia sẻ. Rồi, và cô nói thông điệp của cô rất là ý nghĩa luôn. Cô gái tinh tấn dịu dàng. Dạ, con cũng cố gắng. Mai mấy hôm nữa thầy đi không biết con thích rồi. Ta nấu rồi mày chạy tao tí. Tiếng có ăn cho trường. Dạ. Dạ, tiếng có ăn cho. Dạ. Đừng nói gì, đừng nói ai nghe con hữu duyên gặp đi. Dạ, đúng rồi. Là fan cuồng của tôi, của con với thầy. Thầy có chuyện tệ. Dạ. Tối nào cũng coi. Dạ. Dạ. Ai di là Phật. Dạ, con phát danh Diệu. Quệ Diệu. Quệ Diệu ha. Chú Quệ chết Quệ. Diệu Quệ, con em tính nói ngược lại là chị Huệ rồi đó, sao chị nói chị là hộp. Ờ, một hộp. Chị nói mũi lắm đó nha. Dạ. Mũi lắm luôn á. Không sao rồi chị. Mũi cho nó lâu quá nó không có ấy, mấy anh em mình ở đây cho chích nó hút máu bớt. Nói như vui quý cô chú chị, mấy anh em mình nói chung cũng bị mũi chích rồi cũng nhiều lắm rồi. Cho nên là nói chung là cái độ chịu đựng của anh em mình cũng cũng dữ lắm á, mới là đi theo sư á. Đúng rồi, mà cô chia sẻ gì là thật tình là quá hay ha. Cô lợi cô tiếp chuyện chừng 5 phút chưa được nữa, 5 phút là cô xong cái cô gỡ gắm những cái lời phải nói rất là ý nghĩa luôn. Xong cái cô đi qua đó cô lại mẫu hả, mày nói là mẫu đúng không sư? Bà hả? Dạ. Sư là tu lâu rồi nên là sư biết của chương trình. Dạ. Ở môn người gỗ là đó là sư cũng có tu trong chùa rồi đúng không sư? Thì giống sư Minh Tuệ à? Sư Minh Tuệ cũng đã tu trong chùa nhiều. Sư Minh Tuệ tu bên đó là bên Pháp Thiền. Pháp Thiền. À. Đây cũng chân lý nhiều hơn, còn con tu tịnh độ thì chú, thì chú kinh, thì chú niệm Phật. Dạ. Hai bên hết. Cho nên là sư Minh Nhuận là rất là gành luôn. Sư Chí Hải thì có thể là đi chung với sư Minh Nhuận thì có thể là học rất là nhiều điều ha. Sư Minh Nhuận trước đây có đi vô chùa này nha. Nhưng mà lúc đó là sư còn nhỏ, đúng không sư? Sư Chí Hải lúc đó còn nhỏ quá. Như là nghe chia sẻ là năm lớp 9. Lớp 9 là sư đã có vô chùa rồi. Dạ. Có quy y luôn. Rồi sư hồi đó mình vô chùa trong cái thời gian cũng dài không sư? Cũng tầm 1 năm hơn. 1 năm hơn ha. Đó. Dạ. Là sư đi về hay là ở vô chùa luôn? Gần đây nè. Đi về thường thì cái đi vào cuối tuần. Dạ. Dạ. Chùa. Nhớ lúc đó là mỗi buổi thời sáng chủ nhật là tụng kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư. Dạ, kinh Dược Sư con có nghe không? Thì đến ra là sư Minh Nhuận, sư Chí Hải là cũng từng trước đây đã có căn duyên trước rồi. Đã tu rồi. Khi mà thím nghe thím chia sẻ là lúc đó là phải gia đình phải năn nỉ về đúng không sư? Năn nỉ nói con chung kiểu như lúc đó nhỏ nên là cái tư tưởng của mình kiểu như bị lay động á, thì còn hơi nhỏ. Dạ. Bây giờ thì mình cứ xác định được là mình đã đúng căn duyên chưa sư, hay là mình bây giờ thì đúng rồi, còn kiểu hồi đó nhỏ là còn kiểu như phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Còn nhiều thứ gia đình lo cho mình á, ba mẹ nói cũng đúng. Dạ.
anh không? Đó thì quý vị khán giả vừa nghe được hai lời chia sẻ của thứ nhất là của cô Phật tử, thứ hai là của thầy Minh Nhuận với sư Trí Hải ha. Thì coi như hai sư thì cũng đang tu tập ở một cái kế bên một cái con mương ha, gọi là cái đó giống như là ở cái gần đó có một cái miếu nhỏ giống như miếu mẫu thì đó, rồi ngồi kế bên đó là một cái gọi là cái đìa đi, cái mương thì không phải là cái mương, với lại thêm đó là xung quanh thì có cây cối, thì trước mặt thì nó là cái đìa, thì có cô Phật tử cô cũng lại cô gặp hai sư chút xíu rồi cô đi, rồi cô thấy cô với một người nữa, hai người đến coi như là gọi là cũng chỉ một chút xíu thôi, là coi như là đánh lễ chút xíu rồi đi về liền ha, hỏi thăm thầy đó. Rồi cái xong cái là cũng nói về cái vấn đề mà dạng như là tính sáng mai là thí dụ ăn uống này kia nọ thì cũng chắc cô tính nấu cơm chay gì đó, cô lại mang ra cô cúng dường cho hai sư thầy đó ăn ha. Rồi thấy bây giờ thấy hai sư thầy coi như cũng cảm thấy cũng ổn, bởi vì ở dưới miền Tây thì em thấy cái tình hình nó không có tụ tập như ở trên đây, với lại trên che gọi là như vừa rồi đó. Đại cái là ở phía dạng như miền Tây á, thì em cũng có theo dõi nhiều sư thầy đi, coi như kể cả hôm bữa em cũng coi sư thầy Minh Không này, rồi hôm bữa thầy Minh Tạng thì em cũng có xem, hôm giờ là thấy mất tiêu thầy Minh Tạng luôn. Có sư thầy Minh Không thì em có xem, cũng dạng như cũng làm cái túp lều nhỏ nhỏ đó, là cũng có cái miếng bạc tre rồi ở trong cái túp lều đó, còn lại là cũng dạng đi khất thực quanh địa phương thôi, cái kiểu vậy đó. Còn lại thì hôm nay thì em lại gặp thầy Minh Nhuận với thầy sư thầy Trí Hải ha, thì thấy coi như là cũng như vậy là em cũng thấy tạm ổn. Bởi vì sao? Bởi vì người dân bà con ở dưới miền Tây họ sống họ cũng có ý thức ha, họ cũng nói chung là một hai người không nói đi, mà đây là rất nhiều người đó, nhiều người là người ta không có tới tụ tập, rất là quý, như vậy là rất là quý. Còn giống như ở Bình Dương với ở miền Trung với trên Sài Gòn với Gia Lai ấy, thì khả năng là Sài Gòn thì nói chung là chưa gặp, nhưng mà Gia Lai với miền Trung với lại thì cũng đã coi như là mấy sư đi ngang qua rồi, và coi như cũng là tụ tập ha. Còn chỉ có ở dưới miền Tây thì là coi như các sư thầy về dưới đó là tụ tập, thấy cảm thấy cũng ổn, về những cái ý thức của người dân coi như rất là tốt, đến là coi như chỉ có đảnh lễ khoảng 5 phút thôi là đi luôn ha, không có lâu la và cũng không có rườm rà và coi như cũng không có chụp hình chụp đầu gì gọi là nhiều ha. Thế như vậy là quá tốt rồi ha, cũng đang trong thời gian tu tập thôi. Còn nếu mà mọi người mà cứ đến mà cứ hết người này tới người kia đến hỏi thăm hỏi nom rồi các kiểu các điều thì làm sao mà có thời gian mà ngồi thiền với tu tập ha. Thì kế bên này em cũng thấy có vài cuốn sách để coi kinh coi sách, thì thí dụ như là hai sư thầy này, sư thầy Trí Hải với sư thầy Minh Nhuận thì cũng đã từng vô trong chùa, cũng đã từng tu trong chùa ra rồi, coi như cũng hiểu trong chùa và cũng có biết sơ qua nhiều cái gọi là nhiều cái kinh sách này kia nọ, thì hai sư thầy này cũng gọi như là đi với nhau là hữu duyên, như vậy là quá tốt, hỗ trợ là coi đọc kinh hay ngồi thiền gì đó, xem kinh rồi học kinh và học tập ha. Vậy là như vậy là em thấy cũng như vậy là quá tốt ha. Nói chung mà thấy cái tương lai mà tu tập mà nếu cứ cái đà này á, thì hai sư thầy này với lại tất cả các sư thầy mà nếu có đi bộ hành hay là đi khất thực quanh quanh địa phương
hoặc là đi gọi là tu tập đi ở chính nơi địa phương, thì em thấy như vậy là một cái biện pháp rất là tốt ha. Không ai tụ tập và cũng không ai làm cản trở giao thông, và coi như cũng không ai làm phiền quá nhiều ha. Như vậy là em thấy rất là tốt. Thì coi như là về cái hình ảnh như là các cái gọi là như những Phật tử là đến là gọi là đưa cái này kia cho các sư thầy thôi, và 5-10 phút là đi liền. Vừa rồi em cũng có xem, thí dụ như là thầy Minh Công cũng vậy, đi ngang qua là người ta, em thấy là thí dụ người ta gọi là người ta cúng dường một chai nước là người ta đi theo, là thí dụ sư đi ngang qua là em thấy là người ta cầm chai nước người ta đưa cho sư, xong là coi như người ta không có đi nhá. Em đã nhìn và em coi quan sát rất là nhiều, em thấy là coi như những cái hành động là người dân là coi như không có ai đi luôn. Em thấy cứ dù như là cúng dường đồ ăn gì đó là ra bỏ vô trong cái nồi rồi là đi vào, hoặc là đưa chai nước xong rồi đi vào bỏ vô nồi cơm điện đó. Là em thấy hầu như là bà con ở dưới miền Tây là hầu như vậy, chứ không có tụ tập gì mà quá trời quá đất như là ở Gia Lai với lại ở miền Trung ha. Thì đấy, thì em qua đây thì em cũng chia sẻ cho quý vị biết là thầy Minh Nhuận với thầy Minh Trí là coi như hiện tại bây giờ cũng đang tu tập ở dưới miền Tây, cái tỉnh miền Tây, thì bây giờ thấy cũng có YouTube đi theo, nhưng mà có nghĩa là cũng không có gọi tụ tập, cũng không có gọi tụ tập đông, cũng chỉ một hai kênh đi quay thôi, chia sẻ thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái người dân người ta không tụ tập đó. Còn một hai kênh YouTube quay thì cũng được, nhưng mà với một yêu cầu là đừng có tụ tập quá đông. Dù tụ tập trên 5 người là không chấp nhận được đó. Trên 5 kênh mà lại đã quay là không có được. Thí dụ 1-2-3 kênh thì còn được đó. Thì quay video thôi, chứ có đừng, tốt nhất là không có like trực tiếp, quay video. Rồi thêm nữa là dạng như là người dân, bà con ở đó, Phật tử ở dưới đó là người ta giữ cái gọi là giữ cho các thầy, để cho các thầy còn tu tập. Chứ nếu mà người dân ở dưới đó mà người ta không có ý thức mà giữ thì khả năng là người ta cứ tràn ra, người ta cứ đến đại đến bừa đi là coi như lại ngưỡng liền à, là mấy thầy bị coi như bị chở đi liền à, hoặc là bị bế đi liền à. Như vậy là coi như thấy vậy cũng rất là may mắn à. Coi như mình cũng thấy yên tâm cho các sư huynh đệ ha, đang tu tập mà coi như là cũng đang trong cái thời gian coi như là rất là tốt, và đang trong cái giai đoạn coi như là cảm thấy ổn trong giai đoạn này đi, chứ còn sau này thì mình chưa biết. Nhưng bây giờ cảm thấy hiện tại thì thấy nó cũng tạm ổn ha, mọi cái diễn ra thì cũng không có coi như là ổn nào và coi như là mất trật tự ha. Như vậy là quá tốt rồi, thì cũng mong là các sư cố gắng lên. Không có thầy Minh Tuệ, chắc chắn là nhớ thầy Minh Tuệ lắm. Chắc chắn là các sư thầy này là nhớ thầy Minh Tuệ. Tại vì thầy Minh Tuệ dù sao cũng đi một thời gian với cái thầy Minh Tuệ, cho nên là các sư huynh đệ này coi thầy Minh Tuệ giống như là một vị sư, một vị gọi là giống như một vị thầy đi, giống như một vị thầy, nhưng mà coi như là vị thầy coi như cha như mẹ mình, mà bây giờ coi như đã không còn đi theo bước đường với mình nữa, thì coi như là cũng bị hụt hẫng và coi như không biết là sẽ có can đảm và không biết là sẽ học tập như thế nào ha. Coi như là huynh đệ coi như hỗ trợ cho nhau thôi, chứ còn vấn đề các sư huynh đệ là chắc chắn là em nghĩ là chắc chắn là nhớ thầy Minh Tuệ lắm, nhớ lắm chứ không phải không nhớ đâu, tại vì cũng có đi một thời gian ngoài miền Trung mà nhớ thì giờ thì cũng giờ làm sao, giờ thì cũng phải ráng lên, nhớ thì nhớ nhưng mà cũng ráng học tập đi theo tu hành Đầu Đà theo Đức Phật. Rồi nếu như mà nhớ thầy Minh Tuệ thì các sư thầy là phải học tập thật là tốt, để cho nó coi như rèn luyện bản thân là sau này lại cũng giống như được như thầy Minh Tuệ, thì coi như là cái đó là mọi sự nỗ lực là coi như là mới cần thiết ha quý vị ha. Càng nhớ thầy Minh Tuệ thì càng phải học tập tốt ha, phải tự lập và phải tự coi như là học hỏi và
coi nhìn thầy Minh Tuệ là giống như một cái tấm gương để cho các sư thầy coi như là cố gắng ha, cố gắng. Chứ còn là đương nhiên rồi, đến là bản thân em đây còn nhớ thầy Minh Tuệ. Em đi với thầy Minh Tuệ có tuần mà em còn nhớ. Thế đó em còn nhớ thầy Minh Tuệ. Em còn nhớ thầy Minh Tuệ. Nhớ từ cái khuôn mặt này, rồi nhớ từ cái mỗi lần mà coi như nhìn thấy thầy ở ngoài đời như nào á. Coi như nhớ lắm ha. Nếu mà ước, nếu mà ước có một điều thì chắc chắn là mỗi ngày nhìn thấy thầy ấy. Có một điều ước thì có nghĩa là mình cứ ước là mỗi ngày mở mắt ra là được nhìn thấy thầy khỏe mạnh và coi được nhìn thấy thầy coi như là thực tế ha. Thì nhưng mà ước mơ thì làm sao mà được nữa quý vị ha. Nếu mà ước mơ mà em mà gặp được thầy Minh Tuệ chắc là quý vị coi như cũng gặp tôi đúng không? Một người gặp rồi bắt đầu cả triệu người gặp, cả tỷ người gặp rồi. Đa thì cái đó là lại tiếp tục lại dẫn đến nhiều cái vấn đề khác đó. Đó. Cho nên là thôi, dù sao chăng nữa thì các sư thầy cũng cố gắng lên ha. Các sư thầy cố gắng lên ha. Cố gắng lên ha. Thôi tới đây em cũng xin kết thúc video em chia sẻ về hai sư thầy, thầy Minh Chí với thầy Minh Nhuận đang tu tập ở dưới miền Tây và rất là an toàn và coi như là rất là tốt ha. Cũng chúc cho hai sư thầy là coi như là mạnh khỏe để cố gắng trên con đường tu tập sẽ tốt hơn nhiều ha. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Xin chào quý vị.